Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá Yamaha BC1 2024 mới nhất trong đầu tháng 8 năm 2024 trên nhẹ tại đại lý. Yamaha BC1 2024 sau hơn nửa năm có mặt trên thị trường vẫn được có một cái sức hút rất lớn với cộng đồng người hâm mộ. Là một cái mẫu xe số mang cho mình cái kiểu dáng Upros đầu tiên được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, Yamaha BC1 2024 đã nhanh chóng có được cái sự yêu mến của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là nam giới bao gồm cả thanh niên và trung niên. Cái mẫu xe được có một cái kích thước nhỏ gọn gàng với kích thước tổng thể dài tổng cao lược 1980 x 805 x 1050m, chiều cao yên ở mức 795mm, khối lượng 107kg, nên phù hợp với thể trạng của rất nhiều người sử dụng. Xấu trên mình những cái đường nét cổ điển, chứ cái phần đèn pha và cụm đồng hồ thiết kế tròn. Cái cụm tay lái đặt cao cùng với phần yên xe yên máy tạo một cái tư thế lái xe thoải mái trên người sử dụng. Các trang bị trên xe thuộc hàng là cơ bản, với cái giảm sóc trước là phục ống lòng, phía sau giảm sóc là sau đôi. Sử dụng cho mình một cái bộ vành nan hoa 16 inch kết hợp cùng với lớp không xăm đa dụng cho khả năng di chuyển linh hoạt trên rất nhiều cái điều kiện vận hành khác nhau. Yamaha BC1 2024 được trang bị động cơ xăng đơn dung tích thực 113.7cc, loại SOC là mát bằng không khí. Có động cơ này sinh ra cái công suất tối đa là 6.6kW, tại ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút. Phun máy xoắn cực đã là 9.5Nm, tại ngưỡng tua máy là 5.500 phút. Xe cũng rất tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình rơi vào khoảng 1,69 lít cho 100km. Để giúp các bạn xem clip tiện thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá của chiếc Yamaha BC1 2024 mới nhất ở đầu tháng 8 năm 2024 như sau. Yamaha BC1 2024 gồm những cái phiên bản màu và nâu cát, đen bạc và xanh rêu đen với mức giá bán niêm yết là 30.500.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 30.900.000 đồng. Còn cái chiếc Yamaha BC1 2024 gồm những gam màu như cam bạc, xanh dương và vàng đen với mức giá bán niêm yết là 30.500.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý cái động trong khoảng là từ 30.500.000 đồng đến 30.600.000 đồng. Lưu ý, giá thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, chi tiết nhớ like, share, subscribe.